Mô hình trang trại chăn nuôi dê và thỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Sáu ở thôn Tân Trung, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa. Ngoài hệ thống chuồng trại quy mô, kiên cố, hệ thống phun nước làm mát và bạt che, mái lợp là hai hệ thống được đầu tư bài bản, tiết kiệm và mang lại hiệu quả, đặc biệt trong mùa nóng này. Ngoài ra, còn có hệ thống nước sạch tự động cho đàn vật nuôi, thích ứng với sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt như hiện nay. Nhờ sự tìm hiểu và đầu tư bài bản như thế, nên trang trại của gia đình chị Sáu rất thuận tiện. Trong quá trình chăm sóc vật nuôi, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phòng dịch cho gia súc trong mùa nắng. Thị trường ở đây thì dễ việc thỏ thịt chạy, bán chạy. Nên em vừa chồng em quyết tâm là sau thời gian sau nữa là sẽ gây dựng thêm để nâng cao kinh tế để làm thêm nữa. Là mô hình trang trại khép kín, chủ động nguồn thức ăn cho gia súc là cỏ voi và chuối tại trang trại, con giống cũng tự sản xuất, nên trang trại của chị Nguyễn Thị Sáu hạn chế được tối đa dịch bệnh từ bên ngoài. Sau 2 năm phát triển, đến nay đàn dê và thỏ tại trang trại được duy trì với gần 400 con, có thị trường tiêu thụ ổn định, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, chị Sáu còn tích cực chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân quanh vùng và tạo việc làm từ 2 đến 3 nhân công tại địa phương. Và trong thời gian vừa qua phải nói rằng từ những cái mô hình nuôi dê và thỏ của gia đình chị là rất ổn định, và đây là một trong những cái mô hình nhằm phát triển kinh tế, và cũng trong thời gian tới cũng để địa phương nghiên cứu để nhân rộng và phát triển trên địa bàn xã. Biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống. Chính vì thế, sự chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng thích ứng với khí hậu ngày càng được nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng. Từ đó, góp phần tận dụng được lợi thế của từng vùng, mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng thu nhập cho người nông dân.